không anh chụp cái kiểu sa mạc vậy được không? Sa mạc cơ bản là dễ, nhưng mà cô dâu chú rể phải biết múa ba lê giống như kiểu này nha. Bây giờ nè, em có biết hai anh chị ruột của anh Bika Family, anh sẽ chụp một bộ mẫu cho hai anh chị ruột của anh, sau đó đưa cho khách coi thử, nếu mà khách ok thì mình sẽ làm theo giống như vậy ha. Thời tiết cực kỳ nắng nóng luôn các bạn ơi, nghe đâu hơn 40 độ, ra Phan Thiết hay là Ninh Thuận chụp ngoài rồi cát, nghe là muốn ở nhà tới nơi luôn á. Nên tôi đi thấy cách dễ nhất vừa đáp ứng được sở thích chụp ngoài trời vừa tiết kiệm chi phí chính là chụp ảnh tại studio có máy lạnh mát mẻ. Rồi sau đó Tony sẽ ứng dụng với công nghệ Creative Style đem nguyên cái sa mạc vào bên trong nhà luôn. Nói thì dễ vậy thôi, chứ để có được một bộ ảnh trông như đứng trên cát thiệt là ekip của Tony cũng phải nghiên cứu rất là kỹ từ khung cảnh nè, set đèn để ra được cái ánh mặt trời tự nhiên, rồi pose như thế nào cho nó phù hợp nữa. Điều kiện để cho những bức ảnh thêm phần hoành tráng và nghệ thuật hơn thì phải nhắc đến sự điêu luyện và chuyên nghiệp của hai anh chị ruột của Tony, Bika Family. Nghe anh chị kể là đã yêu ba lê hơn 20 năm rồi, hai anh chị đến được với nhau cũng là có chung niềm đam mê đó nha. Nên rất là lâu rồi anh chị cũng mong muốn có một bộ ảnh thể hiện được tình yêu dành cho môn nghệ thuật này. Bộ ảnh này Tony lấy tên là Vũ Khúc Sa Mạc. Các bạn thấy bộ ảnh của anh chị ruột nhà Bika như thế nào? Comment cho Tony biết với nhé.